Đây là một cái show làm đẹp và cắt tỉa lông cho các chú thú cưng nhé. Thì mình sẽ đi dạo một vòng và sẽ quay những cái chú chó mà đẹp để cho giới thiệu đến cho anh em xem nhé. Trước mặt anh em là một cái chú chó được cắt tỉa rất là đẹp. Cho anh hỏi đây là giống chó gì nhỉ? Poodle. Poodle à? Rất là đẹp. Một chú poodle được cắt tỉa rất là tuyệt vời. Mèo. Chú chó này của mình mấy tuổi rồi em? 2 tuổi. 2 tuổi. Trước mặt anh em là một chú chó poodle được cắt tỉa rất là đẹp. Đây là một thí sinh là bạn tên là bạn Sơn đang thi phần cắt tỉa cho những cái chú chó chó cưng nhé. Đây một chú chó poodle tuyệt vời. Đa phần những cái cuộc thi cắt tỉa này sẽ là giống chó poodle, giống chó rất là xinh xắn dễ thương và có cái bộ lông rất là đẹp. Một số khác là bichon nữa. Đây lại là một chú poodle nữa này, với cái lông màu trắng kem. Về sau là một cái poodle, chú poodle màu lông đen. Em cho anh hỏi đây là giống chó gì nhỉ? Dạ poodle ạ. Poodle à? Đây là màu lông gì em? Đây là màu lông gì? Dạ vàng mơ. Vàng mơ à? À rất là đẹp. Hôm nay có rất nhiều chú poodle và rất nhiều màu lông trong cuộc thi này. Đây lại là một chú poodle nữa. Đây là poodle đúng không em? Đây là màu lông gì em nhỉ? Nâu đỏ. Nâu đỏ. À đẹp quá. Chú chó này có một cái kiểu lông rất là điệu trên đầu và về phần tai màu nâu đỏ. Trước mặt các bạn là một cái chú chó rất là đẹp, đây là giống chó Schnauzer, có nguồn gốc từ Đức. Chú chó này đã cũng tham gia một cái cuộc thi grooming rất tuyệt vời. Phần tai này của chú chó đã được phẫu thuật này. Đây là một cái giống chó sục nhá, chó sục nhỏ. Schnauzer thì có rất nhiều size, có một cái size to nữa là Jan Schnauzer, còn đây là size bé là toy, kích cỡ là toy Schnauzer. Chú chó này chỉ nặng tầm từ 5 cho đến 7 kg thôi, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đây là chó hay là cáo hả em? Dạ chó. À chó à? Đây là phốc sóc à? Pomeranian à? Anh đùa em đấy, anh cũng biết đấy. Nhưng mà đây là em cắt trông giống như một cái chú cáo ấy. Thì anh mới hỏi thế. Trước mặt anh em là giống chó phốc sóc. Việt Nam mình gọi là phốc sóc, còn tên quốc tế là Pomeranian. Chú chó này cũng tham gia cái cuộc thi grooming là cắt tỉa lông cho chó. Chú chó này được một chuyên gia làm đẹp. Em tên là gì nhỉ? Em đến từ đâu? Đến từ Sài Gòn. Sài Gòn. À, rất là tuyệt vời. Đây là chú chó mà do bạn Mộng Thúy đến từ Sài Gòn cắt tỉa, với một cái phong cách trông như một cái chú cáo nhỏ ấy, nó rất là xinh. Bắt tay cái nào. Trước mặt anh em là giống chó poodle nhá. Bạn này được cắt tỉa một cái lông rất là hay.